Được sự hỗ trợ của Quý Mạnh Thường Quân và nhận được thêm sự hỗ trợ là chị Châu ở Mỹ á, là 20 triệu nữa, thì Bùi Hồ mới vừa thực hiện là làm một cái sổ tiết kiệm cho cô có thời hạn là 1 năm. Và cái sổ tiết kiệm này á là 30 triệu. Được chưa? Nha. Con nói gì con nghe không? Nha. Con mới nói. Ừ, gì được rồi đó. Nè. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với lại anh Một Đồng đang có mặt tại thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang đó cô bác quý anh chị. Đây là cái con sông Sà No nè. Con sông Sà No này chạy xuyên qua cái thành phố luôn. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ với lại anh Một Đồng cùng với lại cô có mặt ở đây để làm một cái sổ tiết kiệm cho bé Kim Chi để chấp cánh cho em một cái con đường đến trường. Dạ chào cô. Cô ơi, ngày hôm nay buổi sáng thì Kim Chi đi học. Rồi buổi chiều nay là Kim Chi nghỉ hay sao cô? Rồi buổi chiều nghỉ rồi chú. Dạ. Hồi đó giờ có làm sổ tiết kiệm lần nào không? Chưa biết chú ơi. Chưa biết cái ngân hàng nó ra sao nữa, làm sao biết làm sổ. Vậy hả? Chưa biết ngân hàng ra sao luôn. Ôi trời ơi, nói chuyện nghe thương. Kim Chi, hôm nay là mấy cô chú gửi tiền cho con để con đi học nè. Trời ơi, vui không? Dạ vui. Vui sao nói chú nghe với. Mấy cô mấy chú là khen con viết chữ đẹp quá trời luôn à. Mà mai mốt á, nói chuyện với bà nội á là dạ thưa tí xíu nữa là số 1 luôn. Hiểu không? Bà nội cưng lắm đúng không Kim Chi? Dạ. Cưng sao nói chú nghe coi. Ngày nay đi ra nội, đi ra thành phố với nội nè, cảm thấy vui không? Dạ vui. Vui sao nói nghe coi. Không biết đâu. Không biết đâu. Rồi theo nội luôn hả? Đúng rồi. Là nội đi đâu cũng đi theo hết luôn đúng không? Dạ. Thưa với cô bác quý anh chị, ở video clip trước thì Bùi Hồ nhận của cô là 18 triệu đồng chẳng từ Quý Mạnh Thường Quân đã gửi cho cô, và cô không có dám giữ, sợ để ở trong nhà nguy hiểm, nên là nữ là Bùi Hồ phải giữ giùm cho cô để mà hôm nay làm một cái sổ tiết kiệm cho cô. Và hôm qua ở video clip trước á, Bùi Hồ có thông tin rằng là có một Mạnh Thường Quân giấu tên là gửi cho cô là bé Chi là 20 triệu đồng, thì đó là chị Châu ở Mỹ á cô bác anh chị, gửi cho 20 triệu đồng nữa, là tổng cộng thì hiện nay là Bùi Hồ gửi cho cô là giữ cho cô là 38 triệu đồng. Và 38 triệu đồng này thông tin với cô á là có tiền của anh Lê Quyên nhiêu đồ nữa, nên là thành thử là con sẽ gửi cho cô là 35 triệu đồng trong sổ tiết kiệm, còn 3 triệu đồng đó thì mình sẽ làm những việc như mua cái trợ thính cho cô nè ha, mua cái đồ trợ thính cho cô nghe rõ hơn tí xíu, tại vì không có đó thì nó rất là nguy hiểm. Hai á là sẽ mua cái sổ bảo hiểm y tế cho cô với chú, mua thẻ bảo hiểm y tế cho cô với chú ha. Rồi sau này còn thời gian còn lại là để đồ dành tiền đi vài triệu trong túi để đó có chuyện gì đó mình xoay sở mình khỏi rút ra, cô thấy được không? Yeah. Được đúng không? Thì ở đây là có một cái ngân hàng gọi là ngân hàng Vietcombank đó cô bác anh chị. Do là ở trong ngân hàng á là không có cho quay hình, nên là nữ là các anh em sẽ chỉ quay ở ngoài để cho cô đi vô thôi. Rồi sau đó làm sổ tiết kiệm xong á thì Bùi Hồ sẽ cùng với lại cô sẽ đưa cho chị hỗ tiết kiệm cho cô bác coi để cho cô bé biết. Và làm sổ tiết kiệm có thời hạn là 1 năm đi ha, 1 đồng ha. Đúng rồi, 1 năm. Đó là sự góp ý của cô chú anh chị thì làm 1 năm cho cô. À, làm sổ tiết kiệm gửi 1 năm có lãi nữa, chừng nữa cô lấy cái tiền lãi đó ra cô có thể đóng tiền điện rồi được ha. Thì 1 năm xong rồi cái cô rút lãi ra làm thêm 1 năm nữa cho nó tiền hay cô ha. Thôi bây giờ mấy cô cháu mình đi vô trong. Làm sổ tiết kiệm trị giá 35 triệu ha. Rồi. Cảm ơn mấy chú nha. Đi. Mấy ngày nay thì cũng cảm nên cái giọng nó hơi khàn khàn thì cô bác quý anh chị thông cảm ha. Và thì cũng như được sự hỗ trợ của Quý Mạnh Thường Quân và nhận được thêm sự hỗ trợ là chị Châu ở Mỹ á là 20 triệu nữa, thì Bùi Hồ mới vừa thực hiện là làm một cái sổ tiết kiệm cho cô có thời hạn là 1 năm. Và cái sổ tiết kiệm này á là 35 triệu đồng cô bác quý anh chị. Bùi Hồ ngày hôm qua thì giữ 38 triệu, làm sổ tiết kiệm 35 triệu đồng, vậy thì còn lại là 3 triệu đồng Bùi Hồ đang giữ cho cô. Số tiền này sẽ mua hai cái bảo hiểm y tế cho cô với chú và sẽ mua cái đồ trợ thính cho cô. Và cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là những nhà hảo tâm đã hỗ trợ và đồng hành cùng với Bùi Hồ cũng như là anh Một Đồng ha. Thưa với cô bác quý anh chị á, cái cuốn sổ tiết kiệm này á có một số thông tin cá nhân nên Bùi Hồ không có thông tin lên mạng được, nên phải chia lại như thế này. Và sổ tiết kiệm này trong thời hạn 1 năm á thì bạn nhân viên ngân hàng nói á là sổ tiết kiệm này trong vòng 1 năm không rút ra thì cái số tiền lãi đó nó sẽ dồn vô cái số tiền gốc
và nó sẽ tính xây dòng thêm một năm tiếp theo. Nếu như cô cần á thì cô rút ra, còn không cần thì cứ để đó để nó số tiền lãi sẽ dồn vô số tiền gốc và tính xây dòng thêm một tour hoài ha. Nên bùi hồ chỉ gửi một năm thôi, nhưng mà nếu như mà đến thời hạn là ngày 14 tháng 10 năm 2024 á, cô 24 cô không rút thì đến sẽ dồn đến ngày 14 tháng 10 năm 2025. Nó có nghĩa là nó sẽ xây dòng hoài. Rồi, cái cuốn sổ này nó là khỏi giữ tiền, giữ sổ nó khỏe hơn cô ha. Cắt cẩn thận nha. Và thông tin với cô bác quý anh chị á là toàn là người dân địa phương ở đây, nên là nữ là toàn sẽ hỗ trợ cho Bùi Hồ về cái việc mua sổ, mua hai cái thẻ bảo hiểm y tế cho cô và chú. Toàn ơi, em có thể thông tin về hai cái thẻ y tế, bảo hiểm y tế hả Toàn? À, vậy thế thì qua việc mà trao đổi với bạn em cũng là người trực tiếp làm cái thẻ bảo hiểm y tế cho cô và chú, thì qua trao đổi thì trong thời gian sớm nhất sau khi mà cô chú gửi đầy đủ thông tin về căn cước công dân, thông tin cá nhân, thì bên bảo hiểm sẽ trực tiếp làm thẻ bảo hiểm y tế cho cô chú. Theo thông tin ban đầu thì với mình mua theo hộ gia đình là hai người thì cái giá là hơn 1.652.400 đồng. Và khi thông tin của cô chú đầy đủ thì việc bảo hiểm sẽ thực hiện cấp bảo hiểm cho cô chú. Và cũng xin được cảm ơn anh Hồ và các mạnh thường quân ở đường xa đã trong thời gian qua đã giúp đỡ rất là nhiều một gia đình, trong đó thì có gia đình của bé Kim Chi ở Hậu Giang. Và cái việc bảo hiểm này thì em nhận là sẽ giao trực tiếp tận tay cho cô chú. Khi mà bảo hiểm y tế thẻ cấp phát xong thì em sẽ giao trực tiếp cho cô chú ạ. Khi nào thì mới có cái thẻ ở Tổng? Dạ, khi thông tin đầy đủ thì trong dự kiến khoảng 2 đến 3 ngày thì sẽ có cái thẻ bảo hiểm. Tuy nhiên thì như cô nãy cô chia sẻ thì cái việc mà thời gian ngắt quãng tham gia bảo hiểm thì cũng khá lâu rồi. Thì theo thông tin em tìm hiểu và được biết thì cái thời gian sử dụng sau khi mình đóng tiền thì khoảng 1 tháng. Và tuy nhiên thì cái việc mà bảo hiểm y tế thì vẫn cái việc thời gian sử dụng vẫn kéo dài là 12 tháng trên một thẻ. Vậy thì cũng cảm ơn Toàn đã hỗ trợ anh ha. Và thông tin với cô bác quý anh chị á là sau khi có bảo hiểm y tế á thì anh Lê Quang Nhiêu cũng muốn hỗ trợ lại cho cô đi khám bệnh. Tại vì cô nói cái tay của cô á nó tê tê hoài à. Khi có bảo hiểm y tế thì khám bệnh nó sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi hơn. Và cũng đi khám cho bé Kim Chi luôn. Đợi khi có bảo hiểm y tế đầy đủ đi ha cô ha. Còn bây giờ thì là em nói là số tiền bảo hiểm y tế là 1.652.700 đồng đúng không? Rồi em lấy 2.000 tiền xăng luôn ha. Nói chơi cô bác cái chuyện bản thân lắm. Có bé Kim Chi để nhận số tiền này để kiếm lại coi. Kiếm lại giùm anh với. Đã đủ như 1.000 mấy. Rồi, vậy là cảm ơn Toàn đã hỗ trợ anh. Và chắc là có lẽ là tiếp theo thì các anh em sẽ thực hiện một cái việc đó là một cái đồ trợ thính cho cô. Thì 3 triệu, 35 triệu thì con đứa này là 1.600.000 thì còn lại khoảng 1.500.000 ha cô ha. Cho nó dễ. Còn nhiêu kia con không đủ 1.400.000 nè. Cậy ra bao nhiêu như kia con bù vô. Quá chú bù. Dạ. Thôi bây giờ chắc có lẽ là cùng với Toàn, tại vì Toàn cũng là người dân địa phương ở đây nên Toàn sẽ hướng dẫn việc đi mua cái đồ trợ thính cho cô cũng như là khám bệnh cho cô nghe. Tại vì cái tay nó quan trọng lắm. Cô đạp xe đạp ở ngoài đường mà chở bé Kim Chi á mà không có đeo trợ thính, mà chiếc xe ngoài sau bóp còi không nghe mà cô qua đường thì rất là nguy hiểm. Nên là nữ điều đó là điều cần thiết nhất cho ngày hôm nay. Thôi bây giờ cũng chiều cũng tranh thủ đi ha. Thông tin với cô bác ngồi đi em nhé. Thông tin với cô bác anh chị là ngày hôm nay á thì cũng chở cô đi lại cái hiệu thuốc và cũng đeo cái đồ trợ thính cho cô nghe rõ hơn. Thì nó có hai loại. Em gái ơi. Em gái, em lên ngồi trên đây đi. Mà điều cũng như nghe người ta nói là mua cái này mắc đo gì đó. Cần đo cũng được mình nghe không có. Đây là có dây nè. Cái này là có dây thì 500. 500 ngàn mà hồi đó giờ cũng không có nghĩ tới để mà mua luôn đúng không? 450. Cái này 450. Cái này là cô chị dắt tay nè. Không cần dây đi em, dây nó vướng bận lắm. Đúng rồi. Nhưng mà cái không dây á thì sẽ xài nhánh nó pin hơn cái này á. Vậy hả? Cái này á khi mà anh hư anh có thể mua cái chui này nè, nó tiện cho cô hơn. Cô có dây với lại không có dây loại nào cô xài được? Cái nào xài cũng được chứ mấy chú ơi. Em thấy thì sao? Em thấy thì mua cái có dây á nó tiện hơn. Dễ xài hơn là cái không dây. Dễ mua pin hơn luôn. Vậy hả? Cái nó có pin hả cô? Rồi vậy đi, em cứ hướng dẫn đi. Cái đó là nhiêu tiền? Cái này là 500.000. 500.000 ha. Dạ. Với anh lấy thì em thử cho cô. Thử cho cô ơi. Vậy lấy cái này ha. Lấy thì em mới thử được. Tụi anh là tin tưởng em á. Rất là nhiều người đang xem em đang thử máy á.
Nên là nữ là anh cũng không có, trước giờ không có biết cái này, nên là nữ là em tư vấn sao thì cô cứ chịu vậy à. Với lại cái nào nó tiện, một là nó tiện, hai là nó cái, nó đừng có vướng bận. Cái dây này coi chuyện tôi không tiện nó chứ, ẩm mé lên xuống rồi cái nó dướng cái đứt cái ấy à. Bỏ vô bên trong á. Bỏ vô cái áo ở trong á. Đúng rồi. Lòn quá. Lòn lên mình để lỗ tay phải không? Dạ. Bởi vì ẩm nó tới lui hoài, ẩm dở lên cao quá, dở lên cô áo khác. Cô ẩm bé, cô xài có dây nữa sao không bị rớt. Cô bỏ vô áo trong con. Còn cái kia cô không, bị gì biết sao, ở nhà thì không sao, còn ẩm bé này là sáng ẩm chiều ẩm nè. Đúng rồi, cô là cô bạn cái áo phải không, thì cô bỏ cái này vô cái túi nha, vô cái áo này đi, bỏ túi kéo lên rồi thợ lọn dây vô trong đâu. Bây giờ thử đi con, cứ thử đi, cứ thử cái dây đó đi, thử đi ấy đi rồi để coi coi. Chứ ẩm nó biểu đầu nhiều khi cái mình giác nó da với cái này không nhiều khi á, cô đỡ nó lên da cô ẩm á, nhiều khi nó gớt cô không hay. Cái này dắt tay á, dắt tay nhiều khi mình gặm gớt mình không có hay á. À, thì cái nào tiện á. Cái này là 450 hả? Cái này 500 à, có 500. Dây 500. Thì con bán con thấy cái này là xài cái em gần nhà cô luôn hả? Dạ em xác vừa. Sang gần nhà không chịu. Sang bên với gần nhà khác nhau không? Nhưng mà ta đồn nó 4-5 triệu gì trời. Xài cái này không được dám đi hỏi luôn. Không dám đi hỏi luôn. Ơi. Nhưng người ta nói hơn 4-5 triệu mua mới được. Sau đó giờ em không giới thiệu cho cô? Em ít đi xuống dưới kia lắm. Nè cô đeo. Cô có bị một tay không ạ? À? Nhưng mà mình đợi em đeo lại hai tay đi. Một cái Mỹ ra nào nữa vậy cô đeo tay đó. Ừ, sao đeo này vô nghe? Rõ. Rõ, mà đi sao nó hay gà gà ha? Tại vì sóng đó cô, sóng wifi điện thoại nè. À. Nên nó bị gà. Cô, nè, cô ơi. Cái này tăng, cô giờ cô nghe rõ không? Vậy là gõ hơi lớn rồi đó. Hơi lớn rồi cô. Vậy con cô, nhà nhỏ lại. Cô ơi. Vậy là được rồi. Chưa chưa. Cô. Nha. Con nói gì cô nghe không? Nha. Cô mới nói. Ừ vậy được rồi đó. Nè gì nè. Con để con chỉ cô nè. Cô còn tiền không? Còn. Vậy là nghe rồi. Nè. Đó thì cô rút vô cái túi này nè. Đó. À nó có cái này nữa hả? Đó. Vậy làm sao mà cô ẩm bé nữa sức được. Cô bị một tay thì cô tay nào đó cô bỏ ra một tay cũng được. Hoặc là cô muốn đeo hai tay thì cô đeo. Còn mấy thì cô đeo một bên. À ha. Ờ bỏ tay đó ra nghe không? Cô nghe không? Nghe rõ hơn hai tay nữa. Rõ dạ. Hơn khi bà bỏ một cái ra. Ờ một cái ra, ví dụ mình để lại xuống gì nè. Đâu có liên quan gì đâu. Giống như mình đeo tai nghe nhạc vậy á. À. Đeo một bên thôi, còn cái này thì cô không có đeo nữa thì cô bỏ vô đây. Bỏ vô túi. Túi. Để xuống. Để lấy ra. Bỏ túi nè. Lấy ra thì nó im quần hoài không có nghe giống gì hết trơn. Cô giờ đeo nghe thì cô giờ cô đeo rồi. Rồi đó 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 đeo vô vậy nha. Rồi sao? Sao rồi? Vậy lấy cái này ha. Hỏi cô kìa. Lấy cái này rồi, rồi lấy cái đó đi nghe rõ. Cô đeo luôn đi. À. Đeo thôi, luôn đi. Thôi, để đi. Không, bây giờ đeo luôn chứ. Giờ đeo luôn đi. Bây giờ cho đeo đi về đi. Cho cô nghe rõ. Đeo đi về luôn á chứ cô để là cô đeo luôn đó chứ đâu có gỡ ra chi, gỡ ra hết nghe sao? Thôi đi xe ông ra về đâu gặp ai đâu trời. Đâu có, cứ đeo cho nó quen. Đeo cho nó quen luôn. Vậy đó hả? Tức là nó sẽ cô phải đeo hoài luôn đó, không có gỡ ra được. À. Em hướng dẫn cô cái cách sử dụng với em gái. À, hướng dẫn cái cách sử dụng để tôi về tôi còn làm công chuyện đồ chứ đi làm giường trời mưa đồ đâu có đeo. Cái này chỉ đi học thôi. Cái này là tắt nè con. Cô đeo đi con. Đâu đâu nào nó. Cái này là tắt nè ha. À. Không mình không này mình tắt, mình đã bấm cho mình tắt. Cái này con bấm là mở nè. À. Rồi mức độ mình. Cái này là giảm nè. Ừ. Ví dụ cái nào mức nào cô nghe rõ thì cô bấm. À. Số 1 đến số 5, số 8 gì đó. À. Mình bấm từ từ lên, mức đầu nghe rõ thì mình để lại. Rồi. Cái này tăng nè, cái này giảm nè. Rồi, cái này tắt. Dạ, cái này tắt. Rồi, này biết rồi. Vậy cảm ơn nha. Rồi, dạ. Vậy. Sao lấy rồi, vô hộp lại đi. Cô đeo luôn không? Không, vô hộp đi. Vô hộp nữa rồi. Bây giờ là cái này là cô phải đeo thường xuyên, đưa đi học là kim chi rất nguy hiểm nha. Dạ. Yeah. Đấy, đi học thì hả đưa? Dạ. Đi đưa cháu đi học hả đeo? Có bớt cho cô không? Đi gì cái mình đi làm đồng rồi đó, đi hái rau, đồ mưa, ướt, đồ hư. Chứ nãy giờ là... Em là nhân viên, em không có bớt được. Chứ nãy giờ là nó dốc không hay sao? Rồi em bán rồi đâu, nó dốc anh bán cái đồ cho bệnh nhân xài sao nó dốc được. Bao nhiêu? 550 đúng không? Dạ 500. Hả? Dạ 500. Ờ 500. Không lên à, kêu tao bớt, nó không bớt, trả tiền thêm nữa nói. Đã, trả 500 rồi nha. Trả 500 rồi. Rồi. Cảm ơn em nhiều em gái.
Lâu lâu em qua cô mà không biết em hướng dẫn cho cô giùm anh với. Giờ em ở với cô đó. À thì đó. Cô biết con không? Hả? Cô biết con không? Con cháu, con thấy Quân. Trời đất ơi, mày nhìn ra tao, tao không ra mày. Trời giấc đất ơi. Bây giờ là cháu bây giờ lớn rồi hả? Dạ, con làm đây. À. Rồi, con để pin vô đây luôn nha, vậy cố gắng cái đó vô là được. À. Cố gắng không? Nè, cái đầu này nè, cô cầm vô đây nè. Ờ, cái đó cô biết rồi, có gì tao chạy lại tao hỏi mà. Chắc bên. Gần mà đúng không cô? Chắc bên. Vậy là có nghĩa là không có gì qua may mắn với lại hên. Trời sao hên vậy trời? Hên vậy trời. Muốn sợ mình vậy. Để em ghi. Rồi, để cho bạn ghi phiếu bảo hành. Hai đứa đi ra đây nó học, con nhỏ này thành đạt, con nhỏ kia có chạy. Cái này là của mình em về đúng không? Nè, cô. Rồi, thông tin với cô bác quý anh chị là lúc nãy là mua 1.652.000 là còn lại 1.300.000 đúng không? À. Đúng không? Vậy bây giờ con đưa cô lại là còn lại 1.400.000 đi cho nó chẳng ha. Đâu, trả tiền cái máy nữa. Là 500 thì còn lại 1.000.000 coi như là trả tiền cái máy 500 còn lại 1.400.000 đưa cô 900. Đưa cô 900 là đủ. Đúng không? À. Rồi, con gửi cho cô 900. Đây. Thôi tặng lại mấy chú đi. Không 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 có tặng. Này 900. Con này tặng thêm là cho chẳng chịu luôn. Trả đủ rồi nha. Ngon dữ vậy đó hả? Mà có nghĩa là trả cho cô còn 900 á là chưa tới 900 nhưng mà còn 100 này cho chẳng chịu đi về. Rồi mấy ký rau muống hởm gầy đó. Rồi chưa? Được chưa? Được rồi. Cảm rồi bây giờ là thông tin với cô bác quý anh chị là 38 triệu làm sổ tiết kiệm 35 triệu. Còn 3 triệu mua sổ bảo hiểm hai làm hai cả bảo hiểm là 1.652.000. Với lại mua cái này 500 nữa là coi như là 2.152.000. Trả cô 1 triệu nữa coi như là 3.152.000. Bùi Hồ cái ké vô 100.000 để mua rau muống mai mốt có gì ghé ăn cơm. À. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Bảo hành mấy năm? Bảo hành 12 tháng rồi. À, tưởng là 12 năm. Rồi, rồi. Về nhà nhớ sử dụng nha, sử dụng thường xuyên không ấy là hư á. Còn xong mai mốt có bảo hiểm y tế rồi á thì toàn đưa bảo hiểm y tế rồi xong có thể là ghé thăm lại hoàn cảnh của gia đình của mình á, sẽ đi khám bệnh luôn. Chắc khoảng gần tháng nữa đúng không toàn? Gần tháng nữa đó. Còn bây giờ cố gắng giữ gìn sức khỏe, lo cho cháu của mình đi học. Cho con thay mặt Quý Mạnh Thường Quân gửi lời chúc sức khỏe cô và chú. Rồi có bảo hiểm y tế con sẽ quay trở lại hoàn cảnh của mình, coi thăm coi gia đình mình chừng nào cắt nhà lầu. À, chắc là 20 năm nữa. 20 năm nữa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng như là toàn vui vẻ. Kênh YouTube mới lập ngày hôm qua, hôm nay mới đăng clip, ngày mai coi cô bác quý anh chị. Kênh YouTube toàn vui vẻ ở ngay tại Hậu Giang, nói về những cái món ăn ở miền Tây, rất là cũng chuyển nghề thôi nhưng mà làm món ăn á. Mai mốt cô bác quý anh chị có lên cái trên kênh mà gặp cái toàn đẹp trai á, vui vẻ thì cho bạn một lượt đăng ký. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, cô bác quý anh chị rất là nhiều, cảm ơn những tấm lòng vàng ha, bye bye. Cái gì? Cái tai nghe. Con biết cái đó không? Cái đó giúp cho bà nội làm sao? Nghe. Nghe hả? Mai mốt là bà nội sẽ nghe rõ hơn đúng không? Rồi hồi sớm giờ cô đó hướng dẫn đó, con có hiểu được gì không? Có về bà nội không biết rồi con sẽ chỉ cho bà nội được không? Được hả? Chi thì rất là giỏi quý cô chú anh chị, sử dụng điện thoại cũng như làm cái gì đó thì đều biết hết trơn à. Rồi hôm qua học hành như thế nào rồi? Chi ơi, có hứa gì với cô chú không? Tại cô chú cũng muốn đồng hành với con á, thì con có hứa gì cô chú là học giỏi sao không? Không biết. Rồi nói hứa cô chú mai mốt con làm cô giáo đi. Cháu mai mốt con làm cô giáo. Dạ. Con sẽ đi dạy các bạn nhỏ. Tại vì con viết chữ đẹp quá. Thôi cố gắng học giỏi nha. Dạ. Nghe lời bà nội ông nội nha. Dạ. Mấy cô chú mấy chú về nha. Dạ. Rồi bye bye đi.